Hello, Hello nghe em, nghe em, nghe em. Sao anh Thơ Quang có gì vui không? Giao lưu với nhau vậy tí téo cho nó vui. Ngoài có ông Duy Tân vô, ông Tân khều khều, khích khích, chọc chọc Ổng ổng. đâu mất rồi, Không. em gọi ổng, em nhắn ổng mà không thấy ổng trả lời nữa, chắc ổng đi gia đình hay gì rồi. Hai hai cái ông bên Đan Mạch đó. Không mà nhắc tới ông Đan Mạch ra mới nhớ chứ, bởi vì ra Đăng Trung nói cái vụ mà cái tàu Nhật Tảo á, theo như công bố của cộng đồng Ba Que đúng không, cái tàu Nhật Tảo mà nó vừa vừa chạy trên biển được nè, nó vừa chạy trên cạn được đúng không, đúng không, Rồi. một ngày nào đó nó phát minh ra gọi là cái phiên bản lớp lớp ba sọc á, mà nó chạy trên băng được nữa là bảo đảm ông bắt bóng đu càng từ Đan Mạch về Việt Nam gấp luôn. Người ta công nhận không, ngày nào mà nó được chế tạo ra cái tàu mà gọi lớp ba sọc á, mà nó tuyên bố là cái tàu này chạy được trên băng luôn, trên mặt gọi là mặt tuyết đóng băng, chạy trên tuyết trên băng đó, là bảo đảm ông bắt bóng đu càng về Việt Nam liền, trốn liền liền. Đùa, ổng hầm hố ba gai vậy thôi, rồi ông gặp cái tàu Nhật Tảo ông sợ sẽ ngộ. Tàu Nhật Tảo chạy phà phà trên đường là thấy anh bác thấy là anh bác quýu liền phải không? Còn nữa mình nó lên tuyết trên băng Đan Mạch, ông nghĩ là Đan Mạch ông cũng lạnh băng tuyết rồi ông không sợ, nhưng mà nó phang trên đó một cái rồi ông thấy là ông đùa gấp. Anh bác à, Lúc này thấy cái mồi càng ngày cờ vàng cờ viết gì ở bên Cali như bị từ từ bị tuyệt chủng bớt rồi. nói chung là cái tiến trình nó phải là như vậy, thực Viết ra mà hiểu từ không, từ nó cũng bị gì đó anh bị đưa vô quá khứ chả còn đưa vô quá đang khứ gì ngồi gì nữa. cái chính này nữa nè, theo nha, theo góc nhìn của mình của anh nha, cái chính này nữa là nó bị chính phủ Mỹ triệt tiêu. Triệt tiêu là gì, thì có thể là ok mày đi vào hoạt động ngầm ấy, như nào kệ mày, kệ mày, thì cái chuyện đó là chuyện ta không quan tâm, nhưng mà gọi là phô trương cái cờ vàng thế này thế nọ cái trai mới bảo đảm không còn, bởi vì sao, bây giờ nó đã nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam rồi, thì Đúng rồi. trong đó nó có những cái gì đó nó ảnh hưởng tới vấn đề bang giao của hai quốc gia, thì bắt buộc thằng Mỹ đó mẹ lợi ích của nó phải triệt tiêu, bởi vì ta nói là cái gì nuôi quân 3 năm xài trong 1 giờ là vậy đó đúng không, đu tụi bay đu báo cô tụi bay rồi mấy chục năm nay rồi đó, tới giờ nó xài thôi, tức là bây giờ nó đạt được mục đích đó rồi thì nó mang ra rồi gọi là cái hoặc trao đổi thì nó xài thôi, đánh đổi thì nó xài thôi đó, cho nên bữa anh từng nói đó, mọi người có giờ đặt câu hỏi không, là tại sao trước khi mà phái đoàn Mỹ qua Việt Nam để cái ký kết cái gọi là đối tác chiến lược toàn diện á, là có một động thái là ông đại sứ tại Việt Nam snapper gì đó Việt Nam là ông tới ông thăm cộng đồng người Việt ở hải ngoại đúng không, nhớ không, bữa nay Em có nhớ vụ nghe. đó không đó, và đặc biệt là ngay cái chuyến thăm đó đó nó cũng khác lạ một cái á, là không được xuất hiện một cái bóng dáng gì liên quan tới cờ vàng ba cặp đỏ Đúng rồi. đúng chưa, thậm chí kể cả mấy thằng mà ra tiếp ổng á, ngày xưa thí dụ lén lén lúc lúc nó còn đeo cái cà ra vát đúng không, đeo cái cà ra vát hoặc là cái huy hiệu gì đó để nó có biểu trưng là vàng ba sọc đỏ trên đó, còn bây giờ cái đợt đó là triệt tiêu mất hoàn toàn luôn, không có luôn, thậm chí mà khi mà cái bối cảnh mà ông ta bước ra khỏi cái gì cái khu Phúc Lộc Thọ hay cái gì đó bị ra đó, thì cái thằng quay phim làm cái phong đề nó như thế nào quay như thế nào quay cũng không dính dáng một chút gì của vàng ba chục đỏ vô hết, tại sao cái đó không hề là vấn đề mình nói gọi là vô tư được, sắp xếp hết chỉ đạo hết dọn dẹp hết, nó bị giống như cái đội Homeland đó cho vừa việc ra thấy không, đầy giải ở San Francisco trước khi rồi á, hoàng đế tập qua mẹ ba nốt nhạc nó dẹp sạch bóng.
dẹp sạch bông. Cho chúng ta thấy cái gì? Cho nó chúng ta thấy cái gì? Nó làm được hết á, chứ không phải nó không làm đâu. Giải quyết được hết. Mà tại sao nó không giải quyết? Rõ ràng là ok, cái gì đó nó có lúc nào nó cần xài vô cái mặt nào, nó cần xài vô cái điều gì. Còn khi nào hết giá trị để dùng thì nó dục đi vậy thôi. Nó đến cơ bản nó cũng vậy à. Đừng có nói mồm nữa, đừng có ở bên đó ồn ào. Cho nên cái đợt vừa rồi mà lùm xùm cái vụ thằng Nam Quang với Nguyễn Mạnh Trí với Phủ Quyết, cái nghị quyết gì của cái con mụ mà đòi à, công nhận cờ vàng 300 lọ đó, mình ra nhớ không? Yeah. Thật ra là cũng chỉ đạo thôi, chứ bạn Nam Quang với Mạnh Trí nó yêu nó yêu chó gì đâu mà đất nước này, nó yêu gì đâu cũng sẽ. Chẳng qua là mẹ có những người, có những thế lực sau lưng là chỉ đạo là phải thế này, phải thế nọ, thì tao buộc phải Phủ Quyết thôi chứ. Khùng với mẹ một con điên. Trong khi người ta đã nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện rồi, mà bắt người ta là phải thừa nhận một cái gì đó nó không có thật, mà nó mang cái tính gọi là trái ngược lại nữa, đối nghịch lại nữa, mà điên không? Mà tụi này riết rồi, đúng hút lá đủ đủ riết rồi, nó ngáo hết. Làm gì cho chả giống ai. Cho nên sau này nó dẹp hết là còn mà lì quan cố mẹ bây giờ nó cứ cái vụ biệt ra nhớ cái vụ cái con gì mà liên quan tới vụ đồ Capital không mà nó bị tóm rồi đó à, thì Mai á, đúng rồi, con gì Mai á, Mai Nhi gì đó không à, Mai Nhi, Mi Nhi Mai vậy đó, Mai Nhi gì đó đó, ủng đó. Tưởng đâu là qua đây làm trời đó là cái gì, cái đòn gió nó cảnh báo thôi đó, còn tụi bay làm loạn nó đi, mẹ nó mở rộng ra nó tóm sạch tim thằng cảnh sát người Việt ở Houston đó anh à. Ủa, thằng đó cũng bị dịnh, bị bắt luôn á, coi như là làm bao nhiêu năm cho cảnh sát có tiền tiền mà người ta kêu là tiền giống như là được của chính phủ chế độ cho, không gọi là chế độ thì mình nói hôm nay là chế độ đi đúng không, về sau này rồi về hưu đồ này kia được này được nọ đâu đó, mà nó cắt hết coi như là mất trắng á, thằng này bây giờ là coi như là ra homeless mẹ, ra một cái là coi như giá coi như homeless sẽ mất trắng á, không có còn một cái chế độ một cái gì nữa hết á, dạ mang ra. Đó, cho nên mấy cờ vàng á, mấy cờ vàng nhìn vô cái chuyện đó là gì, nếu mà tụi nó mà khôn, mà tụi nó tự sự có cái gọi là cái động não một chút á, nhìn nó mà hiểu đi, tụi mày mà ôm mày ồn ào phát nữa, mà tụi mày mày quan cố cái nữa mà đi quá đà rồi bánh hút sạch, đơn giản thôi, bây giờ nắm đầu hai kia ra rồi tụi bay quan hệ với thằng nào con nào, tổ chức của tụi bay bao nhiêu đứa được không? Tôi có pháp luật Mỹ dư sức nó làm chứ làm gì nó không làm, chẳng qua nó không muốn làm, nó muốn làm hay không muốn làm vậy thôi. Cái con Mai không? À, cái con Mai Nhi hình như em nhớ là cũng qua thời gian rồi, em nhớ mãi mãi thôi chứ không chính xác. Có cái khúc nào chị nói là chị đó cũng chống cộng đồ này kia nha, cũng chê bai đất nước đồ ghê lắm nha, xong rồi chị nói là gì qua đây được tự do cái gì đó, được này được kia từ lưa tài le hết á, đeo mẹ nó cuối cùng tưởng đâu là ngon lắm, quậy cho đã đời vô, ô nó nghiêu ngao cái nó dịnh đó, nó bắt mẹ nó bịt họng lại luôn rồi đó, cho mày hết tự do, mới có chân ướt chân ráo, mẹ còn mày đặt cứ nó cũng mới qua đây chứ gì, ô nó làm như là mình là dân gì ta, hoặc động chính trị đồ này kia hùng hổ ở Mỹ đồ này kia làm thấy ghê lắm, đồ quá hào hứng phấn khởi lắm, đồ quá giờ đồ mất tích luôn rồi, đúng là một cái đám ông mẹ đó, không ra một cái con giáp nào cả, tào lao toàn là làm ba chuyện tào lao không phải không. Còn Mai Nhi, còn Mai Nhi thật ra là gì, con ngu là bị cho mấy kia lợi dụng thôi, mình hiểu, nhưng mà cái mục đích của nó là gì, nó cũng đó lại tin tưởng cho tụi kia
là không mày làm đi, ráng làm đi, là tổ chức sẽ đứng ra thế này thế nọ để xin cái giấy gọi là đặc cách cho mày có thẻ xanh thẻ thẻ vàng gì đó đúng không? Ồ, thì con này mới có đâu cái nữa là mới đi tuyên gì mới thi đậu quốc tịch, mới thi đậu quốc tịch, nhưng mà hình như là thi đậu quốc tịch nhưng mà chưa có tuyên thệ lấy bằng quốc tịch đó. Đồ kiểu này thôi khỏi đi tuyên thệ luôn em, cho em lên đường luôn, tội ngu. Má nó làm như nó qua đây rồi cái là nó muốn làm trời, nó muốn làm gì làm vậy, ta bảo vệ nó, bảo vệ cái bú. Có đùa ngu, nói chung là mẹ có thiếu hiểu biết thì đồ giống như chúng hay nói mẹ ngu chết chứ bệnh tật gì. Ngu chết thôi, ở đây là vậy đó, đừng có giận mặt, mẹ cứ toàn là cứ tưởng đâu mình là qua đây tự do muốn làm gì làm. Chẳng qua là cái đó nó ở trong cái chỗ Việt Nam thôi, hùng hổ đi ra ngoài cộng đồng Mỹ rồi đi, rồi thấy cái cảnh quá Mỹ nó đập cho mày toàn đời luôn, chứ ở cứ bô bô ở trong cái hốc bà tó của cái đám Việt Nam thôi, mà nói tiếng Việt thôi mà thì ai mà biết. Nó ngon bây giờ nó mở diễn đàn, nó mở này mở kia rồi nói bằng tiếng Mỹ đi thì biết là tiền chứ có gì đâu, giải quyết trong vòng 3 nốt nhạc. Bởi vậy nhiều đứa cứ qua đây, giống như anh thấy không, mấy cái đám bây giờ, mấy cái đám ở Việt Nam qua đây ở chống ở bên Việt Nam, chủ yếu gì muốn đi qua bên này rồi này kia rồi hoạt động mẹ gì, đứa nào nấy qua đây biến mất tiêu hết trơn rồi, có hoạt động với con khỉ gì nữa đâu. Sẵn đây nè, sẵn đây nè, nói chắc tụi nó không nghe đâu, rồi biết đâu sau này tụi nó rén lúc mà tụi nó nghe, mình muốn nhắn nhủ với những cái thành phần mà gọi là mang tư tưởng của mẹ chống phá để được một vé đi Mỹ á. Quên đi, quên đi nha, đừng có mơ đi Mỹ nữa, mơ đi Đức á thì có thể. Bởi vì sao? Việc ai mọi người nhìn lại coi những thành phần sau này á toàn đẩy qua Đức không à, đi qua Đức đồ này kia hả, đẩy qua Đức không hả? Vừa rồi có mấy thằng đó, có mấy thằng cái gì gắn mát luật sư gì đó. Bởi vì vừa ra biết sao, người ta đã ký kết trong cái đối tác chiến lược toàn diện rồi, nó phải có những cái điều khoản gì đó. Yeah. Mà mình không hiểu, mình không có trong nội bộ, mình không biết được, nhưng mà chắc chắn là phải có. Bởi vì sao? Anh mở miệng, tôn trọng chủ quyền của đất nước Việt Nam, tôn trọng cái hệ thống pháp luật của Việt Nam, đúng không? Thì anh không... Yeah. Không thể nào mà đâu anh dựa vào sức mạnh mà anh chứa chấp những thành phần mà nó phạm tội của tội phạm của đất nước Việt Nam được. Thì ngược lại, nhưng mà ngược lại nó vẫn muốn đồ mới nuôi thành phần đó thì sao, nó đẩy qua một cái quốc gia khác. Đức thì tính ra cũng là mày đàn em của nó, mẹ nó chỉ đạo rồi mày nhận giùm tao đi, chứ bây giờ mà tao nhận quá, tao mà nhận nữa thì mày mất quan điểm với ông Việt Nam. Trong khi giờ tao làm ăn với Việt Nam rồi, mà bây giờ nếu mà tao nhận thì mày mất quan điểm, mà không nhận á thì cũng không được, đúng không? Thôi nhận tụi nó về đi để nuôi nó, tụi nó ở đó để có cái để cho nó chọc máy cho vui, để sau này có vấn đề gì lên đàm phán, lên gọi là hội đàm á, cũng mang ra tụi nó ra để làm một cái gì đó gọi là đối trọng, đúng không? Cho nên thì cứ mơ đi, đừng có nói mơ mà đi Mỹ nữa, quên đi mẹ. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Giống như giờ nó nói nè, giữa anh Việt Trai với anh Bắc nó ví dụ vậy đi, chứ đừng nói đâu xa nó cho dễ hình dung. Dạ ok, rồi hồi xưa giờ là không chơi nhau đúng không, bây giờ tôi Việt Trai ký kết một cái hợp đồng bạn nghe nhau, thì trong đó có những điều kiện gì, đúng không? Trong đó phải có những điều kiện gì, thì thí dụ nó đơn giản thôi. Bây giờ là Việt Trai nó nè, mai mốt đồ anh lính của tôi mà nó có nghĩ việc gì đó, đồ ông thơ quan không được chứa chấp nha, đúng không? Ví dụ như là mấy thằng lính ta đang làm cho công ty cho Việt Rai đi, nó quê Việt Rai hay nó bất mãn gì Việt Rai đó, nó nghĩ việc bây giờ, trong khi là giữa mình Việt Rai ký kết một cái hợp đồng rồi gọi là đối tác chung với nhau, thì chắc chắn là sẽ thòng thêm cái bốn thằng A thằng B gì đó mà từ công ty tôi mà nó nghĩ việc á,
mà nó qua nó xin bên ông làm á, ông dứt khoát không được nhận nha, đúng không? Thì ngược lại những cái thằng đó, ví dụ như nó nghĩ được ra đi, nó bằng một cách nào đó tiếp cận với mình, à thôi cũng ông thư qua coi ráng giúp con này kia kia nọ làm la, đúng không? Mình giữ thì giữ không được, đúng không? Ví dụ như anh giữ thì giữ không được, vì nếu anh giữ thì anh sẽ vi phạm với việc gái. Nhưng ok mày yên tâm đi, để tao tìm cách tao giúp mày. À tao có ông chủ ở bên Đan Mạch nè, ông có công ty tương tự đó. Thôi giờ tạm thời mày qua đó mày nằm mày làm đỡ đi, cuộc sống bên đó nó cũng ổn lắm này kia kia nọ đó, được không? Đại khái nó là như vậy đó, tức là đại khái cái câu chuyện nó tương tự na ná như vậy, mày ra hiểu không? Biết rồi, với anh biết sao nữa không? Em thấy cũng mấy lần em lướt lướt trên mạng xã hội rồi mình coi rồi mấy cái tin tức rồi, em thấy cũng không dưới 2 lần đâu là Bộ trưởng Tô Lâm ở Việt Nam mình á làm việc với cái đám FBI ở bên đây nè. Đúng rồi. Làm việc mấy lần rồi đó, là sẽ đi qua sẽ hợp lý, sẽ tiến triển chặt chẽ thêm về mấy cái vụ mà dẫn độ đó. Nó từ nay về sau thằng nào mà lưu sô bô là nó dẫn độ từ Mỹ về Việt Nam, hoặc là từ Việt Nam trở qua Mỹ là qua lại là càng ngày càng dễ dàng đó. Quậy mình nói đơn giản mày thôi, mình ra phải không? Ví dụ mình nói vậy nè, ông Mỹ qua Việt Nam nó thôi Việt Nam ơi, mày mày ký kết đối tác chiến lược toàn diện với tao đi, không thì đôi bên cũng có lợi rồi, thế này thế nọ. Ở Việt Nam nói được chơi với ông kêu tôi làm đối tác mà ông đi lại nuôi mấy thằng giặc của tôi rồi qua bên bên nhà ông thì ông nói sao vui, đúng không? Thì ông Mỹ cũng theo, ok thôi được rồi, rồi ba cái chuyện nó chuyện nhỏ thì nếu nhận ký kết thì tao sẽ tìm cách tao giải quyết với những thành phần đó, đại khái vậy đúng không? Đại khái đó là vậy đi, rồi sau đó ok thì ngược lại cũng là cái con cờ của ông Mỹ, còn nó giải quyết hay không là chuyện của nó. Ngược lại ông Việt Nam cũng đâu có dựa, ông Việt Nam cũng đâu có dựa, rồi mày chơi vậy cũng được, mày không thực hiện đi vào vấn đề rồi nó mang tính thực chất đúng không, mà không muốn đúng không, mà mày vẫn muốn ký kết đúng không? Rồi ký kết thì ký kết, mà ngược lại trong đó rồi Việt Nam phải thòng lại vài câu chứ, thôi chừng nào rồi ký kết là trước mắt là gọi là cái bản ghi nhớ cái đã, đúng không? Đúng như Việt Nam đi làm đi rồi ký hợp đồng mua cái gì vậy, cái giá trị cao á, nó mang tính giá trị cao á, Việt Nam đâu có phải đặt bút ký cái này thì Việt Nam mua liền đâu. À thôi giờ giữa hai bên ký biên bản ghi nhớ nè, là cam kết là nếu mà tôi mua cái máy đó của ông á thì tôi mua cái máy đó thì ông yên tâm tôi sẽ mua cái máy đó của ông, chứ tôi không có mua của ông Bắc. Thì chúng ta hiểu nôm na đó là gì, đó là các bạn ghi nhớ đúng không? Các bạn ghi nhớ là ok, là nếu mà có mua thì mua của mình, là mua của nhau đúng không? Còn ngược lại những cái điều kiện phụ mà không đáp ứng được á thì sau này một là không mua, hai là bên kia người ta không bán, thì vấn đề đó là nó không đi vào cái câu chuyện thực chất của cái vấn đề đó. Đúng không? Mày. Nó không đi vào thực chất. Ok bây giờ đâu mà thí dụ như ở Việt Nam đó, ông mẹ thằng A thằng B thằng C vậy đâu mà mày đang giữ đó. Ông mẹ nó quậy quá. Giờ mày giữ sao đi? Đúng không? Ông Mỹ ầu ơi với dầu thì cái chuyện ông ầu ơi dầu kệ ông, còn ở Việt Nam thì thực tại ông đi. Chừng nào xong đi là đủ bàn tiếp như cái lời hứa. Mới tới tới cuối thì đâu mà nó cũng dứt thôi, có gì đâu. Rồi đó mò đó la cái gì, vàng đi sọc, sọc đi vàng, lao đi đao. Đâu rồi kiếm sạch ra. Viết từ từ. Ok. Ok anh. Để nha. Rồi ok. Ok, sáng lên tám okay. Giờ vui chút rồi, rồi em cũng gặp cũng xuống. Ok, cảm ơn mọi người nha. Nhà. Dạ, không có gì, cảm ơn anh lên chơi. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt. Dạ, dạ, chào anh, bye anh. Ok, thôi việc việc rồi cũng xuống like luôn. Cảm ơn anh chị em tham gia vào chơi nha. Hẹn gặp lại anh chị em một ngày gần nhất.